Và cái ý nghĩa của cuộc sống nó là vậy. Vì vậy mình cần phải gần gũi với người ta chứ, mình phải mở rộng cái suy nghĩ của mình. Là cái sợi tóc đó của họ nó trong cái tình trạng là cái phong tóc nào, phong tóc này hay là phong tóc của Tuyền hay là tóc của Bảo, thì lúc đó thầy mới giải thích cho. Giống như vậy. Họ nói cách sơ, thì có nghĩa rằng là cái sợi tóc phần trên đó mình chỉ giết kẹp lên cách chút xíu thôi, gọi là cho có cách thôi. Còn ở dưới á, đừng có đi xa quá. Cái phong tóc của ta nó đã như vậy rồi mà người ta nói cắt sơ sơ mà mình đưa số 0.5 vô là sai cái ý của họ rồi. Này còn mấy người kia người ta nói là ta đang dưỡng cái kiểu nào đó, người ta kêu mình cũng cắt sơ sơ luôn mà để cho người ta dưỡng. Họ có nói được cái tên kiểu tóc không? Không, mày cứ như là ở trên cái nó hơi dài dài mà ta đang dưỡng. Nếu mà họ nói đang dưỡng thì mình cứ đi tông đơn phần dưới thôi, còn ở trên cũng giống như vừa rồi thầy nói là bắt mũi lên kiểm tra lỗi rồi nó có bị so le quá không, nó không so le thôi đừng cắt đó, hoặc là chỉ bấm sơ có tí thôi, nói họ một câu này họ rất thích, em bấm chút xíu cái ngọn thôi để cho nó có hơi kéo cái tóc và nó mau mọc, trời con nghe còn sướng á. Ừ, nói vậy họ dễ hiểu. Ừ, họ khoái lắm vì họ đang dưỡng mà, đúng không? Họ đang dưỡng mà các em chơi nhiệt tình bổn phân là xong luôn. Thấy chưa? Nhớ nhá, em cắt sơ cái ngọn để cho nó có hơi kéo cho nó mọc nhanh, cho nó thích, thích cực kỳ, đó là cái tâm lý của người khác, nên em phải chú ý tới cái điều đó. Trong cái trường hợp mà tóc của khách á mà đang dài như thế này thì các em đừng có đẩy từ trước này sau, mà các em phải đẩy xéo qua khoảng 35 độ như vậy. Thì cái mặt tóc nó cái chữ này nó chui vô nó nhấc cái ngọn tóc lên, kể cả tóc xoăn tóc gì nó nấp ở dưới nó cũng ngoi lên được hết. Còn nếu mà em đẩy xuôi lên như vậy á thì nó sẽ không ngoi lên hết được, thì cái sợi tóc nó sẽ còn sót lại. Đi bút luôn nữa. À, nhạc đổi nhạc không bản quyền hả các em ơi, thầy quên. Này không bản quyền. Ờ, không bản quyền được. Ở bên này thì mình có tay phải mà nó bị nghịch tay, mình chỉ lên được tới đây thôi. Lên được tới đây thôi. Còn lại chỗ này mình đứng bên kia mình chồm tay vào mình đẩy thì nó dễ hơn là mình đứng bên này mình đẩy hết lên tới đây ha, đứng lại đẩy hết lên vậy thì nhìn cái tư thế nó không đẹp, nó bị trái tay. Nó đứng bên này thì nó đúng cái tư thế của nó thì nhìn nó thuận tiện hơn, mình làm việc nó dễ hơn. Lý ra là cover cái bài đổ ta không đổ này. Chịu khó để qua để lại nhiều lần để cho cái mặt tóc nó mịn. Và đồng thời nữa cái cấn đó, cái răng của nó đã đang đi tìm những cái sợi tóc sâu, tóc mà nó nằm nấp ở bên dưới đó, để cho nó ngoi lên.
xong cái phần tóc dài rồi. Bây giờ tới cái phần tóc ngắn thì em sẽ chuyển sang cái phổi. Nên cái phổi em xử lý bằng những cái phần tóc ngắn. Phải giữ lại một ít thì mình thấy nó mới ra được cái kiểu tóc quá nha.
Rồi bắt đầu bây giờ thầy xử lý cái điều này, hai cái điều này, cái khung này. Rồi bây giờ bài. Các nhìn nó vậy đó, mà nó nhanh lắm đó nha. Thầy xử lý cái điều này xong rồi, coi như xong luôn rồi đó. Nhìn thấy nó chưa ra đâu ở đâu đó. Giờ mà nó nhanh lắm á. Đỡ tốn thời gian hơn chiều kia nhiều lắm. Ở cái điểm rìa này nha. Cái rìa này phải chuẩn nha. À, cái rìa mép trên đó. Không chuẩn là lát đó, lấy màu cũng khó nha. Thầy đang làm cái điểm đó đó. Cái đó là cái điểm chuẩn của mình để mình canh đó. Như thường là thầy có chỉ cho các em về cái kỹ thuật cầm dao. Hay là những cái kỹ thuật này là mình áp dụng như vậy nó rất là thuộc nè. Nó không bị trái tay, không bị nghịch gì hết. Thầy sẽ chia sẻ cho các em về cái cách chấn viền phản ánh dễ. Mọi lần này các em chấn bằng cây chấn viền phản ánh khó. Hôm nay thì không khó tí nào hết. Bây giờ dễ hết. Dễ như trỏ bàn tay. Nhớ cái tôi thấy cạo á, các em vừa cạo vừa cửa nha. Thì cái dao lam nó mới bén. Cái sợi tóc nó đây mà các em đặt dao xuống kéo như vậy là nó không có bén được đâu. Nhưng mà các em cạo vào này đó, cái mũi dao nó đi trước. Cái tư thế là đó, cạo vào này. Vừa cạo vừa cứa ha. À, thì nó ngọt lắm. Cạo chọc hết đầu chỉ chừng hai lưỡi dao thôi. Nhưng có nhiều em không biết cách cạo thì cạo hết từ đầu đến 5 lưỡi dao. Ở dưới mà các em cạo như vậy thì các em đâu cần phải lo nghĩ gì về vấn đề màu mỡ nữa. Nó loạn hay không? Các em mình cạo thẳng từ trên xuống rồi. Từ trên đây xuống rồi thì nó một phát một nó đều hết rồi. Không cần phải lo nghĩ gì phàn nàn gì vấn đề màu loạn xạ nữa. Sao có rác đâu, đâu rác gì đâu hả? Em mà kết với dao cạo nha, phải liên kết với dao cạo. Rồi bắt đầu bây giờ tới cái phần thả bên ở cái điểm này. Thì cái này là cái mà các em băn khoăn nhiều lần là các em không biết cách làm sao để cho nó dễ, nó hết rồi. Đây. Bây giờ dễ dàng không? Rất là dễ dàng ha. Liền làm luôn. Lấy đi cái xong rồi. Nhanh chưa? À. Ở dưới nặng tay nha. Dưới đây nặng tay, trên đây nhẹ tay ra. Đây là cái mà các em bị băn khoăn. Và cái chiêu khung đó như vậy nó hay cho mình cả là xong xuôi đó là mình thấy cái khung 1 nó rõ ràng, khung 2 rõ ràng, giữa bên trái và bên phải nó cân bằng hết với nhau rồi, nó không bị loạn xạ. Các em cứ lấy cái mặt cây chấn viền, các em hất đá nó lên bài đá thì nó còn lại một tí xíu lát, các em quay ngược lên, các em đẩy nhẹ lên cái hết nha. À, nhưng mà nhớ không được bay cao quá, bay lên tới đây là nó bị đổi màu. Cái phạm vi của nó là mình chia ra là cái cây chấn viền nó chỉ được phép đi ở cái điểm này thôi. À. Mình thích xài keo, xài quát mình xài thôi chứ đúng của nó chỉ dày thôi. Nó dày là nó đã thể hiện ra cái đẹp rồi. Vì nó ngắn á. Ngắn mà các em cứ quát vô rồi nó dính dính, có khi là các em không đánh đều ra nó bị cục to cục bé cục dùng mất nó kỳ lắm. Và, còn không thì các em xịt keo thì nó cái tép tóc nó đều hơn, nó nhỏ nhỏ như là cây tóc thôi, như cây đũa nó không đẹp.
đó là cái kiểu nó sẽ keo, à sẽ keo xong là trả liền nhẹ, còn không bị đẹp như vậy sao nhìn nhìn nó hay hơn. Đó, đây là kiểu của lính Mỹ đây. Đó. Rồi kết thúc kiểu tóc anh.